Xin chào các bác, hôm nay là phiên tối ngày 10 10 hôm mình đấy. Đây là em đem một số cái mặt hàng giò. Đây này là hình số 1 nhé. Số 1 này em bán 600.000. 600.000 đùi gà. Đùi gà này như này, 8 8 10 12 18 22 22. Hơn 20 mầm các bác nhé. Thân rất là dài đấy. Hình số 1 này bán 600.000. Đùi gà của Lai Xuất. Tiếp đến giòn này. Loại này là loại thân ngắn. Hình số 2, 300k. Thân rất là mập, thân ngắn. 2, 4, 6, 8, 10. Nó rơi vào tầm khoảng 12, 13 mầm. Hình 2, 300.000. Giòn này là hình cũng là đùi gà. Hình số 5, 150.000 các bác nhé. 2, 4, 6, 8, 10. Cũng 11 mầm đấy. 11, 12 mầm. Hình 5, 150.000. Nhìn rõ. Hình số 3. Hình này em bán 150.000. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cả ngắn cả dài nó tầm khoảng chục mầm. Hình số 3 này 150.000 các bác nhé. Rất là rẻ. Một số cái giò này em bán là thanh lý thôi. Hình số 4, 150.000. 2 này, 4, 6, 8, 10. Nó cũng tầm tầm đấy. Tầm 10 mầm. Hình 4 này 150.000. Con này là hình số 10, 250.000 các bác nhé. Đùi gà. Hình số 10, 250k. Combo một giò môi tua và một giò kiều vàng, thân rất là dài. Đấy, thân nó dài thôi nào. 1g, 2g, 3g, 4g, hơn 80cm. Thân dài, còn thân này rất tầm 160cm. Một môi tua, một kiểu vàng, hình số 6 này 270.000 cả combo này các bác nhé. 270.000 hai giò. Đùi gà hình số 7 này 170.000. Hình số 7 170k nhé. Rất là nhiều mầm. Bây giờ thời điểm này lan nó đã cứng gọn, đứng gọn hết rồi nên là không còn lo vận chuyển nữa các bác nhé. Bây giờ chuẩn bị nó xuống lá dần rồi đấy các bạn. Về có thể nó vàng lá nó xuống thì không vấn đề gì đâu. Hình số 8 130.000. Hình số 8 các bác nhé. 2 4 6 8 mầm. Ý ngọc. Ý ngọc cũng đã xuống thắt ngọn xuống lá rồi đây các bạn này. Xuống lá đâm ra nhìn nó không có lá thì nhìn nó không được đẹp, nhưng mà hàng này là hàng thắt ngọn xuống lá để chờ ra hoa nhé. Những cái thân này đều là thân hoa hết này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khoảng hơn chục thân hoa các bác nhé. Hình số 17 này 250.000. Củ gỗ. Nó xuống lá thì nhìn nó sơ sát, thế nhưng mà nó là hàng thân hoa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Chắc là 16, 17 thân hoa, nhưng thân nó nhỏ. Em bán 150.000 thôi. Hình số 18, 150.000, hàng thuần hết rồi. Đây còn một giò hình số 16 này, 320.000. Thân này thì nó vẫn còn một số lá, nhìn thân dài. 320.000 hình 16 nhé. Cũng là ý ngọc. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 thân. 18 thân hoa. Hay có những thân rất là dài. Hình 16, 320.000. Học vĩ Bắc thôi nhé. Hình số 19 này, 250.000. Vĩ Bắc, số 19 nhìn rõ. Rất là nhiều mầm. Thân thì tím. Cũng đã thắt ngọn rồi nhé. 250.000. Hình này là hình số 20. Cũng 250.000. Rất là nhiều mầm. Vẫn còn để cái rẻ. Rẻ à? Rẻ. Vẫn còn để cái rẻ. 250.000. Hình số 20. Giò này đẹp ấy, giò này lên giá rồi.
số 21 300.000. Hình số 21 này 300.000 nhé. Thân có những thân rất là dài. Những thân dài này cho hoa thì cực kỳ đẹp, vì hoa hạc vĩ nó dài từ trên, từ gần gốc xuống đến ngọn đấy. Hình số 21 300.000. Hình số 24 180.000, thân cũng dài. Hình số 24 nhé, 180.000. Hình số 22 này 470.000. Hình số 22 nhé, 470.000. Rất là nhiều mầm, mầm dài, mập. Thời điểm này em đã bắt đầu cắt nước ra một số không, nó đã xuống lá dần rồi đấy ạ. Hình số 26 270.000 nhé. Hình 26 270.000. Cái này đều là hàng hạc vĩ của Lai Châu hết nhé. Hình 23 380.000. Hình 23 380k. Kiều vàng, kiều vàng hình số 14 này 300.000 này. Thân rất là dài, trồng vào cục gỗ. Phân châu vẫn còn ở đây này. Hình số 14 300.000. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 thân tơ các bác nhé. Hình này hình số 15 250.000. 250.000. 2, 4, 6, 8, 9 thân tơ. 9 thân con lá. Thân rất là dài, trồng một gỗ lúa. Hình số 27 200.000. Hình số 27 nhé, thân loại thân ngắn. Nó tầm hơn chục mầm tơ đấy. 2, 4, 6, 8, 10, 12 mầm tơ, 13 mầm tơ cộng với 1 mầm thân hạc vĩ này. Hình số 27 này 200.000. Hình số 11 230.000. Đùi gà nhé các bác nhé. Đùi gà hình số 11 này 230.000. Hôm nay rất là nhiều đùi gà cho các bác chọn. Hình này là hình số 10, hình số 9 280.000. Thân rất là dài. Thân những cái thân này cho hoa thì đẹp này vì nó dài. Hình này là hình số 12 200.000. Hình số 12 200k nhé các bác nhé. Thân dài đẹp. Hình này hình số 13 280.000, rất là nhiều mầm. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Cái kỳ này tầm khoảng 20 ấy. Mầm hình số 13 này 280.000. Em có một cái đơn hình số 28. Nó gồm một giò phi điệp vàng đang có nụ đây các bác này. Về có thể vẫn được chơi hoa. Phi điệp vàng bây giờ cũng đã thắt ngọn xuống lá. Rồi đây những cái mầm tơ ngắn này cũng đều thắt ngọn hết rồi các bác này. Mầm tơ thì đang phát triển lên nhé. Giò đùi gà này hình số 28 cộng với lại khúc quế này. Phi điệp vàng. À quên, phi điệp vàng. Phi điệp vàng này cộng với lại quế. Quế thì có một thân là nguyên bản thôi, còn một thân nhỏ này là họ buộc vào các bác nhé. Quế tháng 8. Cả hai khúc này là 320.000, hình số 28. Quế tháng 8 và phi điệp vàng đang nụ. 320.000. Em giới thiệu một số cái mặt hàng giò vậy, hy vọng các bác lại ủng hộ vườn lan của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.